Cảm ơn câu hỏi của bạn Hương. Rất tuyệt vời ạ. Làm thế nào để giải quyết tính trì hoãn? Các bạn thân mến, chắc chắn trong cuộc sống chúng ta đã từng rơi vào những trạng thái như là lo âu, buồn phiền, mệt mỏi bởi vì là công việc quá nhiều đúng không ạ? Stress đúng không ạ? Và chúng ta mong muốn rằng chúng ta có thể tâm sự với bạn bè, người thân. Tuy nhiên, chúng ta không biết là làm như thế nào để có thể là gì? Đạt được cái trạng thái cân bằng và thoát được cái tính trì hoãn của bản thân. Thế thì cái điều quay trở lại ở đây là cái thói quen trì trệ, cái thói quen trì hoãn trong công việc Phương phải chia sẻ với cả Hương, đó là không chỉ một mình Hương nhá. Bởi vì sao ạ? Bởi vì có rất nhiều người trong cuộc sống và ngay cả bản thân Phượng. Vậy thì ngày hôm nay thì Phượng sẽ chia sẻ cho Hương và các anh chị em ba cái phương pháp để chúng ta giải quyết tính trì hoãn của bản thân mình ngay lập tức. Nào, đầu tiên chúng ta sẽ nói đến một cái từ khóa mà Phượng rất là hay sử dụng, đó là cái việc là gì ạ? Thay đổi tính trì hoãn. Đầu tiên mình phải nhận thức được thì mình mới có thể thay đổi được. Có rất nhiều người khi mà họ trì hoãn, họ trì trệ, họ stress thì họ làm gì ạ? À, họ mắng chửi bản thân đúng không ạ? Họ dùng những cái lời lẽ nói về mình không ra gì cả. Đó, thế thì quay trở lại thì Phượng muốn rằng là chúng ta chấp nhận rằng là ai cũng sẽ có những lúc mà cái năng lượng của chúng ta đi xuống, cái công việc nó có những khó khăn stress. Vậy thì mình chấp nhận mình đã nhá. Chúng ta là một con người rất bình thường. Cái thứ hai, cái điều bạn có thể làm ở đây đó là cổ vũ để bạn bản thân có thêm những cái động lực. Ví dụ như Phượng thì Phượng muốn là ở xung quanh cái phòng làm việc của mình có những cái câu slogan việc gì những cái câu mà để cổ vũ cho bản thân mình có động lực này, ví dụ giáo dục là con đường để giúp cho nhiều người có được sự thành công này, rồi niềm yêu về cuộc sống này, thì đấy là cái điều đầu tiên, đó là gì ạ? Trang bị những cái câu để chúng ta có thêm cái động lực trong cuộc sống. Cái thứ hai đấy là Phượng thường khi mà làm việc hàng ngày ấy, thì Phượng thường là xử lý những công việc quan trọng nhất trong khoảng 15 phút đầu tiên hay 15 phút của cái module đó. Ví dụ nếu Phượng check mail thì Phượng sẽ nhìn cái email gửi đến là Phượng sẽ biết là công việc nào phải ưu tiên giải quyết trước, còn những cái mail khác không quan trọng thì có thể nhâm nhi đọc sau. Đấy là cái cách thứ hai khi Phượng làm. Cái thứ ba đó là chúng ta có thể làm gì ạ? Phân chia công việc thành những cái công việc nhỏ để có thể là làm những công việc đó thì mình sẽ cảm thấy happy hơn rất là nhiều, thay vì mình nhìn một đống công việc và mình cảm thấy stress. Ok, là rồi cái điều tiếp theo đấy là gì ạ? Phượng nghĩ rằng là hầu hết thì chúng ta sẽ nghĩ rằng là khi mà làm công việc ý, thì chúng ta mong muốn là làm công việc sẽ là đạt được cái hiệu suất một cách hoàn hảo. Tuy nhiên bạn biết không, không phải lúc nào nó cũng sẽ hoàn hảo, và thực tế thì cái kỹ năng để làm một công việc đó nó cần cái thời gian anh chị ạ. Quay trở lại là gì? Ở đây chúng ta sẽ chấp nhận rằng là đầu tiên chúng ta hoàn thành công việc đã, sau đó rồi mới gì ạ? Làm công việc một cách hoàn hảo. Và khi mà chúng ta làm những công việc thường xuyên thì và mình có thêm cái động lực là à, ngày hôm nay tôi đã làm tốt hơn ngày hôm qua cái điều gì rồi, thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy yêu công việc và yêu bản thân mình hơn. Thì đây là cái điều đầu tiên Phượng làm với bản thân mình. Cái thứ hai mà chúng ta sẽ cần phải để ý đó là chúng ta cần phải loại bỏ những cái nguồn gây sao lãng, hay nói chính xác là gây nhiễu. Có nghĩa là Phượng lấy ví dụ này, nếu bây giờ Phượng để một cái điện thoại trên bàn thì nhiều khi Phượng đang làm việc là Phượng lại có tin nhắn đến đúng không? Lại ngó hàng cái. Thế thì mình sẽ bị ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Đó, thì đây là một cái phần rất là quan trọng. Và ví dụ như Phượng khi làm việc cái cường độ cao á, thì Phượng thường là nghe nhạc không lời. Bởi vì nếu mà nghe nhạc có lời là nhiều khi mình cứ hát theo nhạc đúng không ạ? Nó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến công việc của chúng ta. Rồi, và cái điều thứ ba, khi mà chúng ta, cái phương pháp thứ ba và cái vấn đề thứ ba chúng ta cần phải để ý đến nhiều nhất đó là nên có kế hoạch làm việc ngày. Hoặc là chúng ta nên có cái người kiểm soát chúng ta. Ở đây quay trở lại như thế này. Nếu bây giờ bạn thường xuyên viết danh sách cái việc cần làm của chúng ta hàng ngày ra, thì khi mà chúng ta có một cái checklist công việc như vậy thì bạn nhìn vào đó bạn sẽ biết là bạn đang hoàn thành được bao nhiêu công việc của ngày hôm nay rồi. Từ đó chúng ta sẽ gì ạ? Nhớ hơn rất là nhiều. Và thông thường thì Phượng thường khuyến khích là gì ạ? Liệt kê công việc ở trên giấy nha anh chị nhé. Chúng ta sẽ nghĩ rằng là à, tại sao phải liệt kê công việc ở trên giấy đúng không ạ? Tuy nhiên là bạn sẽ hình dung như thế này, khi chúng ta viết ra giấy chúng ta sẽ nhớ hơn rất là nhiều, và khi mà chúng ta viết lên giấy thì chúng ta sẽ có cái thời gian để suy nghĩ về việc hoàn thành nó. Còn khi mà chúng ta nốt vào các điện thoại rồi máy tính thì không bạn ơi, khi viết ra giấy thì thứ nhất chúng ta không dùng các nguồn gây nhiễu đúng không ạ? Dùng điện thoại là kiểu gì mà đang làm việc đúng không ạ? Có ai nhắn tin đến cái là nhiều khi mình lại sang nhắn tin với người ta, mình quên mất mục tiêu công việc của mình. Nên khi bạn viết mục tiêu ra giấy nó sẽ cho bạn cái sự tập trung, và ở đây thì bạn sẽ nghĩ luôn là chúng ta sẽ cần phải làm gì với nó. Và khi làm cái danh sách mục tiêu lên giấy thì bạn nên phân ra là gì ạ? Mục tiêu ngắn hạn đúng không ạ, mục tiêu trung hạn, mục tiêu dài hạn, hay nói chính xác là kế hoạch
mà bạn cần phải hoàn thành trong một ngày, trong một tuần, trong tháng hoặc trong năm. Như vậy thì bạn sẽ có cái thời gian để suy nghĩ về cách hoàn thành một cách dài hơi hơn rất là nhiều. Và điều quan trọng nhất ạ, bạn nên có cho mình một người coach, một người mentor hoặc đôi khi là trợ lý nhắc việc để làm gì ạ? Kiểm soát bạn thường xuyên. Phượng cũng như Hương thường xuyên bị trễ deadline, bị trì trệ. Nhưng nếu chúng ta có người kiểm soát và nhắc việc thì chúng ta sẽ gì ạ? Nhanh chóng quay trở lại tập trung với đường đua của mình. Ok, vâng, cảm ơn Hương và chúc mừng Hương đã nhận được cái phù hợp với bạn và sẽ xin chúc Hương sẽ có được cái sự năng lượng quay trở lại và chúc em sẽ hoàn thành tốt công việc của mình nhé.